Dạ, em mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh LTK Bonsai. Em tên là Ngọc Bích. Hôm nay em có dìa một số hoa giấy ngũ sắc, nhiều dáng, rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại là 0706 961085, cũng như là số Zalo ạ. Địa chỉ em hiện tại là em ở Lai Dung, Đồng Tháp ạ. Đầu tiên là em vô cái số 1. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa ha. Số 1 là giấy ngũ sắc Thái 5 màu nha cô chú anh chị. Bông thì đen ra gỗ hết ha. 5 màu hoa gồm có là màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu cam, màu trắng phước hồng và màu hồng sắc pháo. Cây này tàn tán rất là tròn nha cô chú anh chị. Tàn dày ha. Hoa rủ rủ xuống vậy rất là đẹp luôn. Các mắt ghép thì cũng đã được nối liền lại với nhau hết rồi. Cây này gốc rất là già gốc nha cô chú anh chị. Gốc này đế sổ luôn nha. Độ sổ của nó là 34 ạ. Củ rất là đặc luôn. Củ này hai tay mà em ôm không dép ha. Gốc đế sạch sẽ. Cái này gốc này về cô chú anh chị á, mình sang qua trái chậu á, mình nâng bộ đế thêm giúp em ha. Rồi mã số 1 có chiều cao là 1m5, tổng tán ngang là 1m5, hoành là 25. Mã số 1 cây này em cũng xin giao lưu là 950.000. Giá này là giá em bao ship toàn quốc, khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn. Và tiếp theo là mã số 2. Số 2 cũng là một cây ngũ sắc Thái 5 màu. Ngũ sắc Thái thì thường nó rất là xiên bông nha cô chú anh chị. Nó cho hoa quanh năm ha. Tàn rất là dày tàn luôn. Đây nè, đỏ Thái, hồng sắc pháo, màu cam, trắng phước hồng, vàng, đủ hết 5 màu. Cây này về cô chú anh chị mình sang qua cái chậu kiểu mình trưng trước nhà rất là đẹp luôn ha. Tàn coi nè, xum xê hết. Cây này cũng là đế sổ luôn ha. Củ đế rất là đặc luôn. Tổng bệ em đo là được 68 nha cô chú anh chị. Tổng bệ đế 68 nha. Gốc rất là lớn nha. Gốc không có hẹo vết gì hết. Rồi mã số 2 cao 1m5, tổng tán ngang 1m5, hoành là 30. Mã số 2 cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu là giá em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Và bao sống trong vòng 1 tháng luôn. 2 tháng, bao sống trong vòng 2 tháng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tiếp theo là mã số 3. Số 3 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cây này thì đang nụ nha. Tại em phơm cái tàn vô giờ nó đang bắn đọt ra với bắn nụ ra rất là nhiều. Cái này cũng là 5 màu Thái luôn. Rực rỡ hoa. Gốc rất là già nha cô chú anh chị. Gốc này đế sổ luôn ha. Rất là già gốc luôn rồi. Gốc mà nó đóng mà móc hết luôn rồi ha. Còn mã số 3 cao 1m3, tán ngang 1m3, hoành 25. Cây này em xin giao lưu là 950.000. Giá này giá em cũng bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây giấy ngũ sắc Thái luôn. Cây này tông cao nha cô chú anh chị. Những cái tông mà về mình làm tàn dù rất là đẹp luôn ha. Cây này 5 màu luôn. Hoa nè, hoa ra rất là đều luôn ha. Nụ búp búp rất là nhiều. Gốc này rất là già nha cô chú anh chị. Nó sần hết rồi ha. Nó mất xanh luôn rồi nè. Không hề vết gì hết luôn. Cái thân cổ. Thân cổ em đo đây là 21 rồi nha cô chú anh chị. Tính 20 thôi. Cây rất là năng cây nha. Rồi mã số 4 cao 1m6, tán ngang 1m4, hoành 24. Mã số 4 này 900.000. 900.000 bao ship toàn quốc, khi ship luôn cả chậu luôn. Tiếp
theo là mã số 5. Mã số 5, số 4 và số 5 là cặp luôn các cô chú anh chị. Cặp này tông keo keo ha, tàn tròn rất là dày, quá xá nụ luôn ha. Vàng lá nè cô chú anh chị, nụ nhiều nhưng vàng lá rất là xanh mướt luôn ha. Cây rất là khỏe cây. Cây này cũng 5 màu luôn, đen búp nụ rất là nhiều. Giấy giấy khi trong quá trình ship thì sẽ có cụm bông và lá một số nha cô chú anh chị. Nhưng mà rất là mau lại hoa. Tùy theo là độ gần và xa ha. Gốc này rất là già gốc luôn. Còn mã số 5, cao 1m6, tay ngang 1m4, hoành 22. Mã số 5 là 950.000. Giá này giá em cũng bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu ha. Và bao sống trong vòng 2 tháng luôn. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì tông lùng ha cô chú anh chị, mà tàn coi nè, cũng là xum xê tàn hết ha. Ra cũng là 5 mặt hoa hết. Đây tàn ở sau này là nó chuẩn bị rủ dài ra nữa ha. Đọt nó đang bắn nè, đang kéo dài ra nữa nè. Cây này về cô chú anh chị mình chơi bông rất là đẹp luôn ha. Gốc ở dưới đây nè, củ đế thì đế sổ dáng hơi ba luôn. Đế sổ gốc rất là sạch sẽ ha, độ sổ cũng tầm 30, gốc không thể vết gì hết. Rồi mã số 6. Mã số 6 cây này em cũng xin giao lưu là 550.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu, 550.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 cũng là một cây giấy ngũ sắc. Cây này thì tông cũng nhỏ gọn ha, lùng. Tàn thì rất là dày nha cô chú anh chị. Cây nó lùng thôi chứ tàn là bao tròn chị ạ, rất là dày luôn. Cái này thì cũng đã ra đủ 5 mặt hoa hết rồi. Đỏ nè, hồng sắc pháo nè, trắng quất hồng, kem vàng. Cây này đế sổ nha cô chú anh chị. Bộ đế sổ là 30. Còn mã số 7, cao 1m1, tán ngang 90, hoành 18. Mã số 7 khi này em xin giao lưu là 550.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Hoa nè, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã số 8. Số 8 cũng là một cây giấy ngũ sắc Thái. Cây này phơm tàn lớn nha cô chú anh chị. Phơm tàn lớn ha, phơm tàn dày luôn. Và vườn bên em cây này là kê cũng 5-6 lần rồi ha, mới được cái phơm tàn nó dày như thế này. Ra hoa là đủ hết 5 màu. Tàn nhà thân nó gom luôn ha cô chú anh chị. Tàn gom ha, nhìn rất là đẹp. Cây có duyên luôn. Củ đế thì rất là quá luôn ha. Đế này đế sổ nè, gốc sạch sẽ, không có hẻo vết gì hết luôn. Mã số 8, cao 1m6, tay ngang 1m6, hoành 27. Mã số 8 cây này em xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì ship luôn cả chậu mũ như thế này. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em là 0706 961085, cũng như là số Zalo của em luôn nha. Và tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây giấy ngũ sắc Thái. Cây này à, cây này ngũ sắc, cây này là 3 màu ha, 2 màu, cây này 2 màu. Xin lộn, cây này 2 màu, màu đỏ và màu vàng. Tao một cốt lắc lượng nha cô chú anh chị. Nè, két mắt ghép nè, cây này ghép rất là lâu rồi ha. Thân là nó liền ở với nhau hết rồi ha. Nó tự băng băng keo luôn. Ghép rất là lâu rồi. Này tông một cốt lắc lượng nha cô chú anh chị. Hoành nhỏ mà được cái bộ đế rất là quái. Củ đạt gốc rất là già gốc luôn rồi. Sổ 35. Đây nè, gốc này hai tay em không dép ha. Độ sổ mà đế sạch sẽ nha, không hề vết gì hết luôn.
Cốc già. Rồi mã số 9, cao mét rưỡi tới ngang mét 2 và 18. Mã số 9, cây này em xin vô lưu là 700.000. 700.000 là giá cũng bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu ạ. Tiếp theo mã số 10. Số 10 cũng là một cây giấy ngũ sắc thái. Tàn à, xum xê ha cô chú anh chị. Xoay một vòng tàn. Bông thì đen ra rực rỡ ha. Cây này cũng 5 màu. Cây này đế sổ nha cô chú anh chị. Gốc rất là già gốc. Rồi mã số 10, cao mét rưỡi tới ngang mét 4 và 19. Mã số 10 cây này em xin vô lưu là 900.000. 900.000 ngày giá mà cũng bao ship toàn quốc luôn. Để lên. Tiếp theo mã số 11. 11 cũng là một cây giấy ngũ sắc. Ngũ sắc thái nha cô chú anh chị. Cây này là một cúc zin không có mặt cắt ha. Tàn rất là xum xê luôn. Form tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Củ đế thì hoành nhỏ thôi mà được cái bộ đế ha. Bộ đế rất là lực luôn. Gốc thì sạch sẽ. Gốc rất là sạch ha. Còn mã số 11, cao 1m3 tới ngang 1m3 và 18. Mã số 11 cây này em xin giao lưu là 750.000. 750.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 12. 12 cũng là một cây, 11 và 12 là một cặp ha cô chú anh chị. Cặp này rất là xứng và đẹp luôn ha. Đây hoa nè. Nụ búp búp đen ra rất là nhiều. Cây này cũng 5 màu luôn. Cái thân đây là 12 nha cô chú anh chị. Cây rất là năng cây ha. Thân đây là 12. Đế thì đế sổ nè, củ đế rất là lật luôn ha. Gốc rồi nè. Gốc rất là già gốc luôn rồi. Đế nè. Rồi mã số 12, cao mét 4 tới ngang mét 1. Tới ngang 1 mét, hoành 21. Cây này em xin vô lưu là 700.000. 700.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship ship luôn cả chậu ạ. Tiếp theo mã số 13. 13 cũng là một cây giấy ngũ sắc. Cây này cũng 5 màu. Ha. Hoa nè. Hoa búp búp đen ra rất là nhiều. Tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Bên em thì là giấy ngũ sắc là lúc nào cũng làm cái tàn cho nó dày hết. Nó dày tàn thì hoa sẽ ra rất là nhiều. Cái hoành ở đây cũng là 16 nha cô chú anh chị. Hoành nhỏ mà được cái nguyên một cái củ đế nó rất là tròn ha. Củ đặc luôn nè. Góc này về mình sang qua chỗ kiểu rất là đẹp ha. Góc sạch sẽ nha. Và mã số 13, cao mét 4 tới ngang mét 2 và 16. Mã số 12 cây này 700.000. 700.000 bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 13. Ô 14. Nên tập lộn. Mã số 14 cũng là một cái giấy ngũ sắc luôn. Ngũ sắc thái. 5 màu nha cô chú anh chị. Hoa đen búp nụ nhiều ha. Nụ hoa nhiều nên mình nhìn cái cây thì chưa thấy gỗ hung ha. Này về mà nở ra kính cây luôn rất là đẹp. Tàn dày luôn. Cây này thì được nguyên một cái nội đế ha. Nội đế nè, rễ thì nó ôm trọn với nhau, nó xoắn nó ôm với nhau ha. Chỗ này thì có một cái lỗ nhỏ thì đã qua xử lý rồi. Cây rất là cứng nha. Qua đá luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi mã số 14, cao mét 4 tới ngang mét 1 và 17. Mã số 14 cây này em xin giao lưu là 700.000. 700.000 em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số
15. 15 cũng là một cây giếng ngũ sắc luôn. Ngũ sắc Thái ghép với là gốc giếng Mỹ. Cây này tàn gom rất là đẹp ha cô chú anh chị. Tàn dày luôn ha. Hoa thì đang đủ hết năm màu, rất là đẹp. Củ đế gốc sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đế rất là gốc rất là già ha. Rồi mã số 15 cao mét rưỡi tới ngang mét mốt và 18. Mã số 15 cây này em xin giao lưu là 700.000. 17 á. 16. Đâu? 6 nè. Đó. Trời ơi trời. Tiếp theo mã số 16. 16 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Quá xá cây này phơm tàn ha cô chú anh chị. Một cốt rất lượng ha. Phơm tàn rất là dày luôn. Đây, hoa thì đủ là 5 màu. Rất là dày, két mắt ghép thì cũng đã được nó liền với nhau. Tông lắc lượng nha cô chú anh chị. Đây. Mấy cái gốc ngoài lớn hết rồi, về cô chú anh chị mình sang qua chậu lớn giúp em ha. Mình sang qua chậu kiểu á, chậu gốm sứ nhà nhìn cái cây rất là đẹp. Gốc rất là già ha, cây này đế sổ luôn. Độ sổ cũng tầm 30. Gốc sạch sẽ, cao mét gỡ tới ngang mét 2, hoành 20, mã số 16 cây này là 700 ngàn em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 17. 17 là một cây cam. Cây này cam lửa nha cô chú anh chị. Cái gốc thì nó bị lỗi xíu ha. Cây này thì em bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình về lấy bo, mình chơi bông ha. Cây này nè, lỗi của nó là như dạng nó chóc da thôi chứ không có gì hết nha. Dạng nó lỗi là chóc da nè. Chứ thân thì rất là cứng. Cây thì em quẳng bao sống cho cô chú anh chị mình 2 tháng luôn. Cây này thì bo rất là nhiều nha. Tàn thì xum xê luôn nè. Dạng lá thì rất là xanh mướt ha. Cây nó gốc nó bị lỗi xíu thôi chứ cái lá nó rất là xanh luôn. Cây thì đen ra ha. Rồi cao là 1m2 tới ngang là 87 và 19. Cây này là 400.000. 400.000 em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là em lên một cặp giấy dưa hấu nha cô chú anh chị. Cặp dưa hấu ha. Cây thì cũng đã vô được cái chậu rồi, màu hoa dưa hấu nè. Rất là đẹp ha cô chú anh chị, màu hoa tươi ha. Cây này thì có chiều cao là 70. Tổng tán ngang của nó là cũng là 70 luôn. Gốc thì rất là sạch nha. Cây nhỏ thôi mà chứ gốc cũng có củ đế hết nha cô chú anh chị. Gốc đây nè, nhìn rất là có duyên ha. Rồi một cặp hai cây đồng thanh đồng phủ như thế này. Cặp này em cũng xin giao lưu là 550.000. Giá này giá em cũng bao ship luôn ha. Cây hoành nhỏ thôi mà được cũng có củ đế nữa nè. Nụ thì đen bứt nụ rất là nhiều. Này cái màu hoa nè, rất là tươi nha cô chú anh chị. Cây này mình về mình lấy bo cũng được ha. Cặp như thế này là 550.000. Bao ship toàn quốc luôn, vô trong chậu mũ nhỏ vậy luôn ha. Khi ship ship luôn cả chậu. Mã số 19 cũng là một cặp. Một cặp dưa hấu luôn, tàn coi nè cô chú anh chị. Tàn xum xê ha. Bông nụ thì bút bút ra nè. Cái này về chỗ gỗ cái đợt kính cây. Bên đây cũng vậy. Cao là 74. Tổng tán ngang là 74 luôn. Hoành ở đây là 11 nha cô chú anh chị. Cặp này em cũng xin giao lưu là 550.000. Rồi mã số 19 cũng là cuối clip à. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Mong clip này mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Xin chào.